Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Bếp Xanh. Quý khách hàng thân mến, máy lọc nước đang trở thành một trong những dòng sản phẩm được ưa chuộng và không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi gia đình chúng ta. Máy lọc nước giúp chúng ta có được nguồn nước sạch, an toàn, chất lượng và hiệu quả. Trên tay Quang Tiệp ở đây là dòng máy lọc nước Nano Geyser, một trong những công nghệ lọc nước hiện đại tiên tiến và được nhiều khách hàng đánh giá cao hiện nay. Máy lọc nước Nano Geyser Ecota 4 bao gồm 3 loại lọc, cơ chế tích hợp 12 tầng lọc hiệu quả và có khả năng loại bỏ được các kim loại trong nước độc tố, vi khuẩn, các chất gây hại, phóng xạ và giúp cho chúng ta có được một nguồn nước hoàn toàn sạch sẽ và an toàn. Đối với dòng máy lọc nước Nano Geyser Ecota 4, về nhìn bề ngoại quan bề ngoài rất là gọn gàng, gồm 3 loại lọc: bề ngang 35 cm, bề cao 28 cm và bề dày chỉ 15 cm. Việc nhỏ gọn như thế này thì chúng ta dễ dàng lắp đặt ở dưới chậu rửa, không choán diện tích và vẫn đảm bảo được độ thẩm mỹ cho căn bếp của gia đình mình. Dòng máy lọc nước Nano Geyser Ecota 4 phiên bản nâng cấp 2019 sẽ có một số đặc tính. Thứ nhất, trên thân máy sẽ thể hiện logo của dòng sản phẩm là Geyser Ecota 4. Đối với dòng máy lọc nước Nano Geyser chính hãng thì quý khách lưu ý bên góc trái của sản phẩm sẽ có một cái tem, và tem này sẽ giúp quý khách xác thực hàng chính hãng. Quý khách hàng có thể cào ra ở vị trí XT, lấy mã cào nhắn tin tới tổng đài 8137 theo cái cú pháp XT khoảng trắng, mã cào và nhắn tin tới 8137. Khi đó hệ thống sẽ trả về một số series và quý khách đối chiếu số series này với số series trên tem để nếu trùng thì đó là hàng chính hãng. Đối với dòng máy Geyser Ecota 4 thì sử dụng 3 loại lọc, trong đó các loại lọc có các tính năng khác nhau. Loại lọc thứ nhất sẽ sử dụng loại lọc Ecota đa năng 5 trong 1. Loại lọc Ecota đa năng 5 trong 1, ngoài khả năng xử lý được nước cứng thì loại lọc này có tác dụng là khử khuẩn, loại bỏ đi các vật chất ở cái dạng huyền phù, dạng keo và đặc biệt là khử sắt rất là tốt. Loại lọc số 2 đó là loại lọc argon. Argon là loại lọc mang tính được gọi là trái tim trong công nghệ loại lọc nano. Thì loại lọc argon này có 4 cơ chế lọc, bao gồm cơ chế đầu tiên là hấp phụ. Cơ chế này sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn các kim loại trong nước như chì, đồng, sắt và coban. Cơ chế thứ hai đó là cơ chế trao đổi ion làm mềm nước cứng. Cơ chế trao đổi ion làm mềm nước cứng sẽ làm giảm hàm lượng canxi, magie hòa tan trong nước, nhưng đồng thời cũng giữ lại được một hàm lượng vi khoáng tự nhiên giúp cho chúng ta có thể dễ dàng hấp phụ. Cơ chế thứ ba đó là cơ chế diệt khuẩn bằng nano bạc kép. Yếu tố diệt khuẩn ở đây sẽ đảm bảo cho nước sau khi lọc sẽ loại bỏ đi các loại vi khuẩn có hại như là Colorado virus, neuron virus, virus gây viêm gan và các loại virus gây bệnh đường ruột. Và cơ chế cuối cùng đó là cơ chế mà tạo khoáng ở dạng zeolite. Thì cơ chế tạo khoáng ở dạng zeolite này sẽ hoàn toàn khác với các dòng máy lọc nước trên thị trường, bao gồm dòng máy lọc nước RO và UF. Việc giữ lại hàm lượng khoáng sẽ đưa nước của chúng ta càng gần với thể trạng tự nhiên, giúp cho cơ thể dễ dàng hấp phụ, đặc biệt là gia đình mà có trẻ em hoặc là người lớn tuổi. Đối với cái loại lọc số 3 trong máy lọc nước Nano Geyser Ecota 4 đó là loại lọc Disruptor. Loại lọc Disruptor là một công nghệ loại lọc ở dạng polymer sợi dài cho bề mặt tiếp xúc lớn, 1 gam tiếp xúc khoảng 500 m² nước, và việc tăng bề mặt tiếp xúc sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn các độc tố còn lại trong nước cũng như là tăng cường khả năng xử lý khuẩn sau khi lọc. Có thể gọi máy lọc nước Nano Geyser Ecota 4 sử dụng cơ chế diệt khuẩn kép thông qua hai loại lọc là Argon Bio và loại lọc Disruptor. So với dòng máy lọc nước Ecota 3 thì dòng máy lọc nước Nano Geyser Ecota 4 sử dụng loại lọc Argon Bio, và loại lọc Argon Bio này sử dụng các chế phẩm thiên nhiên thân thiện hơn đối với sức khỏe, khác so với cấu trúc dạng polymer sợi dài trong loại lọc nước argon H, tức là loại lọc nước argon thường. Đối với dòng máy lọc nước Geyser Ecota 4 thì đi kèm với máy chúng ta sẽ có một sợi dây dẫn dài 2 m, một bộ chi nước. Ở đây là có gông mận cốc và gông mận lõi. Chúng ta sẽ có một vòi inox, thì vòi inox này sẽ có logo của Geyser lên trên của thân vòi. Vòi inox của Geyser sẽ đảm bảo cho nguồn nước sau khi lọc qua máy lên có thể được uống được ngay an toàn.
Quý khách hàng lưu ý thì mỗi buổi sáng, do là phần khoảng không gian từ đỉnh vòi cho đến đầu vòi sẽ là không có nước, và chính như vậy nó sẽ có cặn bẩn, có thể là trong quá trình mà chúng ta sử dụng thì có thể bụi bẩn, và chính như vậy chúng ta mỗi buổi sáng chúng ta nên cho chảy đi khoảng 2 ly nước để đảm bảo là thông sạch cái đầu vòi và giúp chúng ta có thể lấy nước an toàn sạch hơn. Đối với việc mà lắp đặt máy lọc nước nano Geyser Ecota 4 thì trước khi vào máy chúng ta lưu ý bên tay trái sẽ là nguồn nước cấp đầu vào, bên tay phải sẽ là nguồn nước cấp đầu ra, lấy nước từ họng cấp nước, sau đó qua bộ chi nước, thông qua bộ chi nước qua dây dẫn và vào trong đầu in, đầu out sẽ sử dụng để cho lên vòi. Ngoài ra quý khách hàng, đối với dòng máy lọc nước Geyser Ecota 4 thì chúng ta nên lắp thêm một bộ lọc tiền xử lý pre-filter trước máy để có thể là loại bỏ đi các hạt cặn bẩn, hạt cát sỏi và các cái hạt lơ lửng có kích thước lớn trong rêu trước khi vào trong máy, để đảm bảo cho sản phẩm này an toàn, hạn chế quá trình bảo trì bảo hành và giúp tăng tuổi thọ của các loại lọc phía sau. Trên đây thì Quang Tiệp đến từ nhà phân phối Geyser Bếp Xanh đã giới thiệu cho quý khách hàng sơ lược về dòng máy lọc nước nano Geyser Ecota 4, và thông qua video này thì quý khách hàng có thể hiểu hơn về sản phẩm Geyser, và quý khách hàng có thể mua sản phẩm này ở địa chỉ 328 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc thông qua website www.bepsanh.com, số hotline 028 381 66666. Cảm ơn quý khách đã quan tâm và chúc quý khách có được trải nghiệm mua sắm thật là thú vị tại Bếp Xanh. Xin chân thành cảm ơn.